Xin chào toàn thể tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh cờ bạc bìm mới nhất của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một dòng sản phẩm máy đánh bài cao cấp anh em nhé. Thì như anh em nhìn ở đây, đây chính là một con máy đánh bài cao cấp mà tôi đang định giới thiệu cho anh em, đó chính là con CBA 600. Đấy, con này thì được tích hợp trên dòng iPhone X nhé, cực kỳ đẹp luôn. Thì anh em nhìn thấy vỏ ngoài nó đây, một con CBA 600 cực kỳ đẹp anh em nhé. Thì đây tôi mở hộp, anh em nhìn thấy không, đây là một con iPhone X cực kỳ đẹp luôn anh em nhìn này. Đấy, cực kỳ đẹp. Đấy, một con iPhone X cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ... Đấy, thì con này hiện tại chúng tôi đang bán ra với thị trường với mức giá là 8 triệu đồng anh nhé. Một con máy đánh bài cao cấp và chúng tôi bán ra với mức giá 8 triệu đồng và kèm theo đó là những quà tặng cực kỳ hấp dẫn. Đấy, như ở đây đây, khi em mua máy đánh bài chúng tôi tặng ngay em 20 bộ bài máy vạch, tức là hai cái bài máy vạch đây. Đấy, tặng ngay hai cái bài máy vạch cùng một hộp pin tai nghe. Chỉ giá có hai sản phẩm này trên thị trường bây giờ rẻ nhất là rơi vào 2 triệu đồng rồi em nhé. Em thấy không, khuyến mại cực kỳ rẻ luôn anh em ạ. Đấy, chỉ với 8 triệu đồng thôi anh em đã sở hữu bộ ba sản phẩm: máy đánh bài, đấy, bài máy vạch và hộp pin tai nghe. Anh em thấy không, khuyến mại cực kỳ lớn. Đấy, thì như anh em biết bây giờ mình ra ngoài cửa hàng ấy, mình mua một chiếc iPhone X ấy, thì giá của nó cũng lại rơi vào 13-14 triệu rồi, đúng không anh em? Nhưng mà không, anh em nhìn thấy không, chỉ với 8 triệu đồng thôi anh em sở hữu ngay cho mình một chiếc iPhone X mà nó còn có thể kiếm được tiền cho anh em nhé. Đấy, một chiếc iPhone X có thêm phần mềm đánh bài, kiếm được tiền cho anh em. Đấy, và hiện tại bên chúng tôi là bên công ty điện tử Tuấn Dương Casino, hiện tại đang có hai cơ sở lớn. Cơ sở thứ nhất là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở thứ hai là bến xe miền Đông Sài Gòn. Nếu mà anh em nào ấy mà muốn test hàng trực tiếp ấy, thì anh em có thể tới hai cơ sở của đồ của chúng tôi. Khi tới thì em vui lòng liên hệ qua số hotline 0832614 2, thì chúng tôi đã cho người ra đón tiếp anh em, ấy dẫn anh em tới tham quan cơ sở của chúng tôi. Khi tới nơi thì anh em có thể test hàng thoải mái. Anh em cảm thấy hàng ok thì anh em lấy, anh em cảm thấy hàng mà không ok thì anh em ra về. Đấy, còn nếu anh em ở xa thì anh em gửi địa chỉ chúng tôi gửi hàng trực tiếp mà qua địa chỉ đó cho anh em, hướng dẫn anh em qua Facebook, Zalo. Đấy, khi nào anh em sử dụng thành thạo những sản phẩm đó thì anh em nhé. Bây giờ tôi đi bật máy lên mà tôi test thử cho anh em xem cái máy đánh bài nó như thế nào, tại sao nó gọi là máy đánh bài cao cấp. Đấy, anh em này, em thấy không, máy này rất mượt nha anh em nhá. Máy này rất mượt này, anh em thấy không, cực kỳ mượt luôn. Máy này thì anh em có thể lắp sim nghe gọi bình thường anh em nhá, lắp sim nghe gọi bình thường luôn. Đấy, vào mạng lướt web Zalo thoải mái anh em ạ. Và cú pháp vào máy, vào cái con trò chơi của con máy này là thăng 3721 anh em nhá, thăng 3721 thăng, anh em ấn đăng nhập này. Đấy, thì cái đây thì bây giờ anh em vào phần đã mua game nhá. Thì hôm nay máy này thì bọn chúng tôi đã mua game 3K và game đánh liêng. Thì hôm nay tôi đã đánh liêng cho anh em xem nhé. Đánh liêng thì anh em vào cho tôi chế độ là 3027 em nhé. Đấy, anh đây, đánh liêng này. Thì ví dụ này, trong cái chế độ máy chơi này thì anh em chú ý tôi ba điều quan trọng nhé. Là quan trọng thứ nhất là số người này. Số người thì anh em chơi bao nhiêu người thì anh em chọn. Ví dụ mình chơi 5 người thì mình chọn 5 người. Và chọn xúc xắc này em nhé. Chọn xúc xắc này, anh em nhìn thấy chưa, xúc xắc này thì anh em vui lòng để tôi. Nếu đánh liêng em để cho tôi chế độ 68 này. Đấy, anh em để chế độ 68 chưa. Đấy, 68 này. Đấy, còn một cái quan trọng nữa là cái chế độ âm thanh này. Chế độ âm thanh thì vừa anh em trong cuộc chơi ấy, anh em để tôi chế độ tai nghe nhé. Đấy, chế độ tai nghe. Còn bây giờ đang review nên tôi để chế độ loa em nhé. Đấy, bắt đầu cuộc chơi này em nhé, bắt đầu cuộc chơi này. Đấy, còn đây nhé em nhé, đây lưu ý anh em, đây là bài máy vạch em nhé. Bài máy vạch thì chúng tôi làm được tất cả các loại bài nhé. Bên chúng tôi làm được tất cả các loại bài máy vạch, từ rồng vàng này, 2K này, rồng đỏ, rồng xanh. Đấy, kim cương đỏ, kim xanh chúng tôi làm được hết anh em nhé. Bài gì chúng tôi làm, anh em chỉ việc chụp mẫu ảnh, anh em gửi về qua số hotline, Zalo, số hotline đây, thì chúng tôi đã làm cho anh em. Đây, còn anh em nhìn nhé, đây là bài thường đúng không anh em? Ấy, mắt thường thì không thể nhận biết được đâu là bài thường, đâu là bài máy vạch anh em ạ. Đấy, chỉ có máy nắm quét được thôi. Đấy, đây là bài máy vạch nhá. Còn bây giờ tôi chơi thử cho anh em này. Chơi đi, chơi cho anh em xem này. Máy báo 3 em nhá. Đấy, máy báo 3 thì mình sẽ bỏ đi 3 lá này. Mình sẽ để chế độ chơi báo lá của bài này. Đấy, đây bán là 19 này em nhá. Và bài mình 9 điểm này. Đấy, em chơi thấy chưa, 9 to nhất nhá. Bài này 2, bài này 6, bài này 4, bài này 1 thôi. Bài mình là 9 này, 9 to nhất em nhé. Em thấy không, máy báo cực kỳ chính xác. Và độ báo bài, và độ xa của nó khi báo bài thì nó dao động từ 40-50 phân em nhé. Anh em cứ chơi trong khoảng từ 40-50 phân là báo máy báo ok hết anh em ạ. Đấy, máy báo, con máy này thì báo cực kỳ nhanh luôn. 6. Máy báo 6 em nhé, máy báo 6 này thì mình bỏ được 6 lá này. Đấy, đây 567 liêng luôn này em này. Ván thứ hai liêng luôn này. Ván này liêng này. Nhà này 6 này, nhà này 6, nhà này 8, nhà này 0 và nhà mình là liêng 567 anh nhá. Đấy, em thấy chưa? Máy báo cực kỳ nhanh và cực kỳ chuẩn xác anh em ạ. Đấy, loa thì cực kỳ to luôn. Đây, bây giờ tôi thử đặt dọc bài nhá. À, 8. Đặt dọc bài máy vẫn báo là 8 anh em nhá. Máy báo 8 này. Máy báo 8 mình sẽ bỏ đi 8 lá này. 1 2 3 4. Đấy,
Đấy 39 nhá. 39 này. Đấy em thấy chưa? 39 các cơ này, 9 vô đối luôn nhá, cho thua mỗi 9 hát cơ thôi. Em thấy chưa? 39 các cơ thua mỗi 9 hát cơ thôi. Bài này 9 thua này, bài này 9 thua này. Bài này 1 tịt này, bài này 6 và bài này tròn nha em nhá. Em thấy chưa? Máy báo cực kỳ chuẩn xác, thì tôi đã chơi cho anh em 3 ván thì em đã thấy rồi đấy. Máy báo thì cực kỳ nhanh và cực kỳ chuẩn xác. Đấy. Loa báo thì cực kỳ to. Và hiện tại ấy, bên chúng tôi ấy, còn đang mở thêm những lớp dạy chia bài bằng tay nghề em nhá. Cho những anh em nào đam mê bộ môn chơi bài bằng tay nghề ấy, thì em có thể tới với cơ sở của chúng tôi. Đấy, chúng tôi đã dạy anh em những khóa đào tạo chia bài bằng tay nghề, những đoàn chơi đơn giản, những đoàn chơi cơ bản nhất như là truyền, chớp, nhặt, hao ấy. Đấy, bởi những cao thủ cờ bạc hàng đầu hiện tại như là Tuấn Macau, Tấn Biểu chẳng hạn em nhé. Đấy anh em nào đam mê anh em sẽ phải tới cơ sở chúng tôi. Khi tới thì anh em vui lòng đặt trước chúng tôi một ngày em nhé. Đấy, đặt trước chúng tôi một ngày để chúng tôi sắp xếp thời gian hướng dẫn anh em ạ. Còn video này của tôi làm tới đây là kết thúc. Anh em nào thấy hay ấy, thì hãy like và đăng ký kênh cho tôi. Anh em nhớ nhá, anh em muốn mua hàng ấy thì anh em hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 0832614 quý 2 em ạ. Vâng, xin chào toàn thể tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau.